Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay kênh Bonsai Đỗ Chí sẽ quay lại với các bạn á. Hôm nay Đỗ Chí sẽ chia sẻ với các bạn á một cái cây hoa hồng tỉ muội của nhà vườn Toàn Thịnh. Trước mặt các bạn đây là một cây hoa hồng tỉ muội cũng khá là to nha các bạn. Cây này thân rất là to, cây thân một rất là to. Và đặc biệt là cái cây hoa hồng này là hoa rất là nhiều. Hiện tại đây các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là số lượng hoa ở trên cây nó nếu đếm ra thì có cả cả hàng muôn hoa các bạn. Rất là nhiều hoa. Thì các bạn cùng Đỗ Chí theo dõi chi tiết cái cây hoa hồng này nhé. Đây là cái loại hoa hồng mà gọi là hoa hồng tỉ muội nha các bạn. Cái hoa nó bé bé xinh xinh như thế này đây, nhưng mà hoa rất là nhiều. Rất là nhiều hoa trên cái cây, cái chủng loại này rất là sai hoa. Hoa màu hồng rất là đẹp. Cây hoa hồng tỉ muội này thì được trồng và thuần hóa ở miền Nam, ở trong miền Nam. Cho nên cây bánh chuyển từ trong nhà dân về thì trồng thì rất là khỏe. Các bạn nhìn thấy đây hoa rất là nhiều nha các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn xem cây hoa hồng này rất là đẹp. Các bạn có theo dõi cái kênh bonsai của Đỗ Chí á. Nếu thấy hay và hữu ích á, thì các bạn nhớ bấm like, comment và nhớ chia sẻ cái kênh này giúp Đỗ Chí nha. Các bạn hãy chia sẻ cái kênh này cho người nhà, bạn bè và người thân ủng hộ cái kênh của Đỗ Chí nha các bạn. Để mình có cái động lực, có cái niềm vui để mình làm tiếp tục những cái video tiếp theo. Đây là một cái tác phẩm hoa hồng rất là đẹp. Sắp tới đây thì nhà vườn sẽ chỉnh sửa để làm cho bộ râm tán nó mịn đẹp hơn. Đây là cái tác phẩm hoa hồng tỉ muội rất là đẹp. Cây này thì cũng rất là hiếm nha các bạn, tại vì cái chủng loại hoa hồng tỉ muội á thì cũng cây nó cũng rất là lâu lớn. Thường thường là mình thấy bày bán ở các chợ á, thì những cái cây hoa hồng tỉ muội này nè thì thân rất là bé thôi, chỉ tầm bằng bằng cỡ ngón chân ngón tay mình thôi. Thì nhưng mà đặc biệt thì nhà vườn Toàn Thịnh đã sưu tầm được một cây cây hoa hồng tỉ muội mà to như thế này thì cũng rất là hiếm nha các bạn. Cây này thân to lắm, thân rất là to và chững cái thân một luôn, chững cái thân một thoát dáng lên rất là đẹp. Cây này quanh 20 mấy cm, chững thân một thoát dáng lên và có cái dáng cây trực hoành rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy bộ râm tay của cây hồng tỉ muội này nhìn rất là ưng ý luôn các bạn, rất là đẹp luôn, bộ râm tay nguyên bản rất là đẹp. Cây hồng tỉ muội này thì có cái dáng cây là trực hoành, cây trực hoành rất là đẹp. Hoa rất là nhiều. Cái loại hoa hồng này thì đặc biệt cái loại hồng tỉ muội này thì làm cái hoa không có được to. Cái hoa không được to như những cái loại hoa hồng khác, nhưng mà đặc biệt thì cái loại này thì rất là siêng hoa. Ở trên cây thì hoa lúc nào nó cũng nhiều. Các bạn nhìn thấy là mỗi chồi non thì là mỗi một hoa. Cái loại này thì hoa hoa đơn nha các bạn. Cái đặc biệt cái loại hoa hồng tỉ muội này là hoa đơn, là hoa không có chùm, hoa không có chùm chùm như những cái loại hoa hồng khác, nhưng mà là cái loại hoa này là hoa đơn nhưng mà rất là siêng hoa, mỗi lần ra hoa thì là kín cả cây. Các bạn nhìn thấy vậy chứ, tại vì cây bốn tán to mình nhìn thấy từ xa như thế này nè, nhưng mà hiện tại thì cây này là
nếu đếm ra thì gần cả hàng ngàn bông các bạn. Tại vì lúc sáng thì mình có đếm thử một cái nhánh nhỏ thôi, thì nó ta tầm gần 100 hoa rồi, chỉ có một cụm nhỏ thôi thì nó gần 100 hoa rồi. Thì tổng số hoa trên cây này thì số lượng hàng ngàn hoa thì có thể đạt tới hàng ngàn hoa, rất là đẹp. Sưu tầm được một cây hoa hồng này thì rất là đẹp. Cây này cây trực hoành rất là đẹp. Thời gian tới thôi thì nhà vườn sẽ chỉnh sửa lại cây vào dây chỉnh sửa lại cây hoa hồng này thành cây trực hoành. Gọn gàng bộ râm tán lại nhìn sẽ đẹp hơn các bạn. Ở miền Nam thì lâu lắm rồi thì nhà vườn một mình thì mới tầm ra được cây hoa hồng to như thế này. Thường thường thì hoa hồng tầm cỡ quanh thân cỡ tầm khoảng 10 10 12 cm thôi thì nó đã là to và rất là lâu năm rồi. Thì cây hoa hồng này cái đường quanh thân nó là trên 20 các bạn. Mình nhớ không lầm thì nó là cỡ tầm 23 cm. Đường quanh gốc nó phải qua tầm 23 cm. Cho nên thì tuổi thọ của cây hoa hồng này rất là đẹp và cũng rất là cổ kính. Cũng rất là có duyên lắm thì mới sở hữu được cây hoa hồng này. Tại vì chủ nhà của cây hoa hồng này thì một người phụ nữ, họ cũng rất là yêu hoa hồng. Họ trồng hai cây trước cửa nhà họ thì trồng cũng rất là lâu đời rồi, không biết là bao nhiêu năm rồi. Thì khi mình tới thì mình ngỏ ý mình chia lại thì là ban đầu thì nhà chủ nhà họ không có đồng ý để họ bán cho mình, nhưng mà sau một thời gian đó là mình thuyết phục và chủ nhà cảm thấy mình có cái tình yêu thiên nhiên với cây cảnh thì lúc đấy thì chủ nhà mới đồng ý và bán cho mình. Thì cũng rất là may mắn và cũng là một cái duyên. Cho nên cây hoa hồng này đặt ở vị trí cũng là tâm điểm của vườn các bạn. Ở góc độ nào thì mình cũng thấy được cái cây hoa hồng này là tâm điểm của vườn. Khi mà ai bước vào và tham quan cái khu vườn cây cảnh của nhà vườn Toàn Thịnh thì cũng đều thấy cái hoa hồng này ở tâm điểm của ở chính giữa khu vườn. Thì khu vườn thì cũng rất là rộng lớn. Đây các bạn. Khu vườn thì cũng rất là rộng lớn thì cây hoa hồng này thì nó cũng nằm ở cái tâm điểm của cái khu vườn này. Các bạn ở gần xa thì khi nào đến thành phố Cần Thơ, trung tâm thành phố Cần Thơ thì các bạn sẽ thấy một cái chuỗi hệ thống quán cà phê Ngọc Yến. Thì từ Ngọc Yến 1 đến Ngọc Yến 9 các bạn. Thì các bạn có thể là vào các bạn tham quan cái vườn cây. Nhưng đặc biệt thì cái vườn cây của anh Toàn Thịnh là quán cà phê Ngọc Yến thì là ở quán Ngọc Yến 4. Quán Ngọc Yến 4 nằm ở khu dân cư 148 đường 3 tháng 2. Đây là cái khu vườn của anh. Các bạn vừa thấy xem một sơ qua thì một cái lượt thì mình đã quay cho các bạn xem tổng thể cái vườn của anh. Các bạn ở gần xa Bắc Trung Nam thì các bạn nếu có dịp đến Cần Thơ, đến thành phố Cần Thơ, Bến Ninh Kiều thì các bạn hãy liên hệ với nhà vườn chúng tôi và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với với tôi là kênh bonsai Đỗ Chí, số điện thoại là 0939 968 685. Mình xin nhắc lại là mà Đỗ Chí, kênh bonsai của mình là bonsai Đỗ Chí và số điện thoại liên lạc với của mình là 0939 968 685. Thì mình sẽ làm hướng dẫn viên, mình sẽ dẫn các bạn xem cái hướng dẫn các bạn xem cái vườn cây của anh. Thì đa chủng loại nhưng đặc biệt là những cái loại cây có cái độ tuổi già và đặc biệt hơn là những cái loại cây có dáng thế đẹp. Thì ở vườn của anh thì cũng khá là tương đối, khá là cây. Thì hôm nay thì là em chia sẻ cái cây hồng tí mũi này cũng là một cái trong những cái cây cũng khá là đặc biệt ở trong vườn của anh, cũng khá là to và khá là đẹp. Các bạn xem kênh bonsai của Đỗ Chí á, các bạn hãy nhớ bấm like chia sẻ và các bạn hãy
hãy chia sẻ cái kênh này cho bạn bè và người thân của mình đó, hãy đăng ký cái kênh của mình đó là nhiều để mình có cái niềm vui và có được cái động lực để mình làm tiếp những cái video tiếp theo, chia sẻ những cái cây cảnh nghệ thuật cho các bạn cùng xem. Ở đây thì mình xuất phát từ cái niềm đam mê cây cảnh, mình sẽ làm những cái video với mục đích là chia sẻ và giao lưu học hỏi cùng tất cả các bạn. Chứ ở đây thì mình không có cái gọi là dạy hay là huấn luyện gì cả các bạn. Tại vì mình xuất phát từ cái niềm đam mê thôi. Mình biết cái gì mình đã từng làm những cái gì mà thất bại á, mình rút kinh nghiệm thì mình chia sẻ lại cho các bạn. Để các bạn khi mà mới chơi cây á thì không có mắc những cái lỗi mà nhà vườn chúng mình đã bị lỗi và đã bị tổn thất trong thời gian qua thôi. Thì mình làm những cái video này để chia sẻ trực tiếp với tất cả các bạn, chứ không có mục đích là để dạy bảo hay là hướng dẫn như tất cả các bạn đâu. Tại vì cái tuổi đời của và cái tuổi nghề của mình cũng rất là non trẻ. Đây các bạn. Cây hồng tỉ muội này rất là đẹp. Lâu lắm lâu rồi mình mới gặp được một cái cây hồng to như thế này ở trong miền Nam. Còn ở miền Bắc thì có lẽ là sẽ có những cái cây hồng to hơn cây hồng này nhiều. Nhưng mà đối với ở miền Nam thì lâu lắm rồi mình mới gặp lại cây to như thế này. Và cái bộ râm nó cũng còn khá là nhiều như thế này. Tại vì ở trong miền Nam thì hầu như là những cây hồng như thế này nè, người ta trồng ở trước cửa nhà thì có rất là nhiều gai. Có rất là nhiều gai cho nên là thường là người dân hay cưa bỏ bộ râm tán đi, râm tán lớn đi, chừa lại bộ râm tán nhỏ thôi. Thì đa số là như vậy, cho nên tầm được một cây hồng mà nó có bộ râm tàn á, to đẹp như thế này thì cũng rất là có duyên. Đây mình lấy nét cái hoa cho các bạn xem. Tại vì cái hoa này nó màu nó giống như là nó bị mất nét kìa các bạn. Nhìn thấy nó không có được cái sắc nét lắm. Nó là một cái màu giống như nó bằng phẳng. Đây các bạn. Đây là cận cảnh cái bông hoa hồng tím muội các bạn. Rồi Đỗ Chí xin kết thúc cái video ở đây. Đỗ Chí xin chào tất cả các bạn và tất cả các bạn mình có theo dõi cái kênh bonsai của Đỗ Chí thì nếu thấy hay và hữu ích đó, các bạn nhớ bấm like, comment và nhớ chia sẻ cái kênh này cho nhiều bạn bè và người thân đăng ký cái kênh của Đỗ Chí nha. Đỗ Chí xin trân trọng cảm ơn. Đỗ Chí xin chào tất cả các bạn.